An Đường Buôn Nôn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là phiên ngày 14 tháng 2 2023. Hôm nay mình có 13 đơn để chia sẻ cho cả nhà. Cả nhà ai chốt đơn nào thì liên hệ với số điện thoại 0332155318 hoặc số điện thoại 0332155 0337781128 nha cả nhà. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông nha cả nhà để xem video tiếp theo. Hôm nay có nhất điểm hồng nha cả nhà. Bạch Ngọc, combo Bạch Ngọc nhất điểm hồng với lại giáng thu đấy các bạn. Giáng thu bữa nay rất là hiếm nữa, giáng thu rất là hiếm. Đai trâu này, quế tím, hoàng nhạn tháng tư. Đi đơn đầu tiên nhé cả nhà. Đơn đầu tiên là nhất điểm hồng một lô luôn, bán xã đấy các bạn, 120k mua dân chứ được bằng giá này nào. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, 15 dè nha cả nhà, 15 dè khúc nguyên bản luôn. Đơn này 120k cho đơn số 1 nhất điểm hồng rừng buôn đôn nha cả nhà. Đây đây, 120k cho đơn số 1. Đơn số 2, đơn số 2 là đơn combo. Combo đơn này 120k, bán chia sẻ cho cả nhà thôi. Một cây nhất điểm hồng. À cây bạch ngọc nha cả nhà. Hoa màu trắng đấy. Hai cây này. Này, cây này xếp ruột đấy. Ba này. 4 5 6 đây mặt hoa của nó này. 6 khúc bạch ngọc, một cây này sóc này, hai cây sóc này. Đây là cây ấy nha cả nhà, giáng thu á cả nhà. Lâu lâu được cây này thôi. Đấy, giáng thu, hai khúc giáng thu này với lại một khúc nhất điểm hồng đang có hoa này. Đấy, đơn này 120k cho đơn số 2. Đơn số 3, đơn số 3 là đơn đai trâu nha cả nhà. Đơn này 120k luôn, một cây này. 2 3 lá tròn tròn, 4 và 5 cây, 120k cho đơn số 3. Đơn số 4, đơn này 150, vừa rồi vừa nguyên bản luôn. Đơn này 150, đơn số 4 có một cây nguyên bản này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này tính nguyên bản này. Cây rời là 1 này, 2, 3, 4, 5. 5 rời và 5 nguyên bản nhé. 5 rời, 5 nguyên bản. 150k cho đơn số 4. Đơn số 5, đơn này là 250. Đơn này 250k. Có một cây này, 2, đây trong 3 lá tròn, 4 này, 5, 6 và 7 cây, 250 cho đơn số 5. Đơn đai trâu. Đơn số 6 là đơn hoàng nhạn tháng 4. Đơn này 200k, có 1 cây này, 2 này, 3 này, 4, 5 và 6. Khúc này 2 cây. Đơn này 200k, đơn số 6. Đơn số 7. Đơn số 7, đơn này 220. 220 đơn này. Khúc này 1 2 này. 3 này. 4 này. 5 6
Cũng này 3 cây luôn. 7 này. 8. 9. Cũng này cũng 3 cây. 220k cho đơn số 7. Đơn số 8, đơn này cũng 220. Khúc này 2 cây này. 2 cây nha. 1 khúc này. 2 này. 3 này. 4. 5. 6. 7 và 8 này. Đơn này 220 cho đơn số 8. Đơn số 9. Đơn số 9 là đơn quế tím nha cả nhà. Đơn này 140k. Một cây này. Đang nụ luôn cả nhà ơi. Đây, đang có nụ. Khúc số 2 này, 2 cây. 3 cây. Khúc số 3 này, 3 cây này. Khúc số 4 này. Khúc số 5 này. Khúc số 6 này. Khúc số 7. Số 8 và số 9. Đây là cái lá tròn nha các bạn. Đơn này 140 cho đơn số 9. Đơn số 10 là đơn đai trâu. Lá tròn có một cây này, đơn này 100k nha, một cây này. Và hai cây đơn số 10 100k cho đơn số 10. Đơn số 11 đơn này 200k. Có một cây này. Cây số 2 này. Hai trăm k cho đơn số 11. Đơn số 12 đơn gặp hoàng nhạn tháng 4. Đơn này mình bán xã 750 nha cả nhà. Cây này. Đây là 1 2 3 4 5 cặp lá rưỡi. Cây số 2 là 1 2 3 4 5 cặp lá. Cặp này 700k nha, 750k. Cặp đơn số 12 hoàng nhạn tháng 4 đường môn đôn. Đơn cuối cùng là đơn quế tím nha các bác. Đơn quế tím là đơn này 120k cho đơn quế tím. Có một cây này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 6 7 đang nụ nha cả nhà. 8 9 10. Đây hàng rời 1 cây này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 cây. Hàng rời 22 cây. Đây đơn này 120k. Đơn số 13 là đơn cuối cùng. Và mà có một cây tai thỏ nha cả nhà, hàng sọc ạ. Nhà ai yêu cây này là 300k nha cả nhà. Hàng sọc phát tài đấy ạ. Đấy, màu vàng luôn. Lần đầu tiên gặp được cây tai thỏ đấy ạ. Lá phát tài đấy ạ. Cây này 300k nha cả nhà. Mình kết thúc có 13 đơn để chia sẻ cho cả nhà. Cả nhà ai chốt đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0337781128 nha cả nhà. Hoặc số điện thoại 0332155 18 ạ. Mình xin kết thúc video ở đây. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ.